Hello, xin chào anh em. Thì ở cái video 79 vừa rồi ấy, em nên nó bị lỗi một chút. Nó bị đang làm thì nó có người gọi. Thì bây giờ em sẽ nên tiếp tục cái video đấy nha anh em nhé. Thì đến cây cần số 13. Đó, thì anh em có thể liên hệ mua hàng ở số điện thoại 0945629282 hoặc cứ bấm vào số kèm số điện thoại bên dưới bình luận. Em sẽ liên hệ lại với cả anh em. Anh em lưu ý là giá báo trên video là trong buổi ship, toàn quốc sẽ là 35 đến 40.000 cho một đơn đối với cả cần. Thì tiếp tục đến với cả cây số 13 là một cây cần Blue Cat dài 3,6 cỡ 20 Korea xuất Nhật. Thì cây này nó có độ mới tầm khoảng 95% nhá, hầu như nó còn rất là đẹp. Đấy, cây này hầu như còn rất là đẹp luôn. Khoan Fuji, đấy, tất cả đều là khoan Fuji hết nha anh em nhé. Khoan Fuji, Ano Fuji. Được cái gốc phi 21,5. Được cái đọt 2 mm. Trọng lượng của nó là 210 gram. Đấy. Mã số 13 giá 700.000. Đó, 700 anh em nhé. Mua một cây cần Nhật bãi thì nó chỉ tương đương với dòng cây cần tàu ấy, cây cần Trung Quốc mới bây giờ. Đấy, tiếp theo là một cây cần của hãng Ryobi. Đấy, Ryobi Long Master khoan Fuji Pat Fuji. Cần cũng khá là đẹp, nó chỉ dạng dạng như kiểu là nó bẩn ấy, anh em về lau chùi nhá. Ở Pat Fuji có tem vàng đây anh em nhé. Được cái gốc phi 22. Được cái đọt 2,1 mm. Thì những cái cây cần được 20 giờ 36 này thì nó sẽ phù hợp với cả anh em câu thẻo này. Câu thẻo dịch vụ đấy, câu thẻo này, câu bình này, câu nông C đó. Hoặc là anh em đi phao và anh em câu cá vược cũng được. Fuji. Hơi bị cực rồi. Trong nó có cây cần này là 320 gram. Mã số 14 thì em bán bằng cây cần này luôn nhé anh em nhé, giá 700.000. 14 700. Tiếp theo là cây cần cũng của hãng Ryobi luôn. Ryobi Carbon Master của Made in Korea, độ cứng 20, dài 3,9 m. Thì cây này nó được trang bị một cái bát Fuji tầm vàng. Khoen cũng Fuji luôn nhé anh em nhé. Khoen Fuji. Đấy, khoen Fuji luôn. Thì cây này ngoại hình thì nó không được đẹp. Nó đạt được tầm khoảng 85%. Đấy, 85%. Được cái gốc phi 22,5. Đây là tổng thể ngoại hình, đây là bên trong các nóng. Đây là nóng ngọn này, thì nó chỉ là từ tầm khoảng 85% thôi anh em nhé. Nó có xước rồi đấy, nó xước này đấy, nó khoen chạy vào nó xước này đó. Sửa này anh em nhé, để sửa bán rẻ luôn cho anh em luôn. Mã số 13 giá 550.000. À không, quên, mã số 15 nha anh em nhé, 15 nhầm nhầm. 15 550.000.
tiếp theo là một cây cần ISO. Anh em chờ em tí em múc nước ạ. Những cây cần này thì nó chuyên dành để câu cá vược này, câu câu cá vược, cá hồng này, cá câu nục này, câu ISO này. Đó. Thì cây cần này thì nó được trang bị một cái dàn khoen và pad do hãng sản xuất luôn nha anh em nhé. Độ dài của nó là 3,9 m, độ cứng của nó là từ 15 cho đến 30 năm, khá là cứng. Khoen của nó như này. Cây cần bên trong khá đẹp nha anh em nhé, hầu như còn mới, 95% luôn. 95% luôn. 95% luôn nhé anh em nhé. Part của nó đây ạ. Đây là part của nó. Tổng thể nó như thế này. Trọng lượng 350 gram. Được ký gốc phi 24,5. Được kính đọt 2.1 mm. Mã số 16 550.000. 16 550.000. Nhé anh em nhé. Tiếp theo đấy mới là một cây cần của hãng Promarin Big Chaser, được cứng 50, dài 3,5 m, Pat Fuji. Đấy, cây cần này cũng khá là đẹp nha anh em nhé, đạt ngoại hình tầm khoảng 90%. Ngoại hình tầm 90%. Được ký gốc 2.35 cm. Khoen Fuji. Đấy, khoen tất cả đều là khoen Fuji hết nha anh em nhé, kể cả Ano cũng là Fuji hết. Đó, Fuji. Đó. Dành để cho anh em câu cũng như kia, câu mú, câu song, hồng, vược, câu biển. Đó, có rất là mới. Trọng lượng của nó là 360 gram. Đường kính đọt 2.2 mm. Mã số 17. Bảy 900.000. Cái cần này nó ngon cái cần kia rất là nhiều nha anh em nhé. Tiếp tục sẽ đến với cả cây này luôn. Một cây cần của Daiwa CG, được cứng 50, dài 3,6 m, khoen Fuji. Đấy, khoen tất cả đều là khoen Fuji luôn. Cây này là cây cuối cùng nha anh em nhé. Đây có tem vàng này. CG New Pat Fuji, đây là gốc của nó, rất là ngon, cầm rất là chắc chắn luôn. Được cái gốc phi 22,5, được kính đọt 2 mm. Cái này nó thu gọn chỉ có 80 cm thôi anh em nhé, 80 cm. Cái này khá là ngon, khá là đẹp. Đấy, khá đẹp nha anh em nhé. Giờ cái này có mã số 18 bán anh em cái này 900.000 luôn.
video này thì có mấy cây thôi. Thì anh em có thể liên hệ mua hàng ở số điện thoại em gửi bên dưới phần mô tả nhé. Chào anh em, chúc anh em có một buổi tối hạnh phúc với đến bên gia đình.